Bạn hôm nay ông nội sẽ luộc mít cho Sam và Sơ đây các bạn. Rồi, đã nấu chín rồi đây các bạn. Hiện tại đang mang mít lên, thì Sam và Sơ đang sẵn sàng để chờ đợi đây các bạn. Rồi các bạn ơi, mít này là đã luộc rồi đây các bạn. Đây là một món mới tự chế ra, thì sẽ cho Sam và Sơ cùng ăn đây các bạn. Wow.